Tôi đã bay vai ở 21. Bây giờ bài tập thứ 3 tôi chia sẻ với anh em, đó là bài bơm vai với tạ đơn. Ok chưa? Tôi sẽ bắt đầu với mức tạ 7,5 kg. Anh em nhìn nhá. Động tác đầu tiên là lưng dựa thẳng ghế này, nhấc tạ lên này, ở tư thế chuẩn bị, ở tư thế chuẩn bị này. Em quay ra đây, em quay nhìn vào đây này. Đó, ok nhìn này. Ở tư thế chuẩn bị, ống tay vuông góc cánh tay, ok chưa? Và tiếp tục một lưu ý đó là gì? Cù trỏ của anh em vẫn phải song song với người, đừng có thụt về sau như này. Nhớ nhá. Cù trỏ vẫn phải song song người, đẩy lên tạo thành một đường thẳng, hạ xuống thành một đường thẳng giống như tôi hướng dẫn tập mấy tay rồi. Ok chưa? Đẩy lên này, ống tay tạo thành một đường thẳng, hạ xuống ống tay cũng là một đường thẳng, ok chưa? Ok chưa? Ok chưa? Ok, bây giờ tôi sẽ bắt đầu làm nào. Tư thế chuẩn bị này. Đẩy lên thẳng miệng. Xuống nhíp mũi. Vai trước, vai giữa. Bây giờ bài thứ 24 là tôi sẽ hướng dẫn các bạn vai sau. Đa phần tất cả anh em chúng ta đều bỏ quên bài này, hoặc là bị cái phần vai này rất là yếu, rất là thiếu vai sau. Vì đơn giản thôi, vai sau rất khó tập, rất khó tác động đến, và tập nó đòi hỏi thời gian rất dài. Thậm chí vai trước chưa có thì không đòi hỏi vai sau được. Và bây giờ tôi sẽ chia sẻ một bài vai sau rất cơ bản. Anh em nhìn nhá. Ta gọi là bay, cũng gọi là bay vai thôi, nhưng mà tác động chính sẽ là ăn vai sau. Đầu tiên, bạn ngồi ghế, có thể ngồi ghế hoặc ngồi xổm, nhưng mà tuy nhiên ngồi ghế thì trụ sẽ vững hơn, sẽ tập hơn, ok chưa? Thứ hai, ở tư thế này các bạn phải mở ngực. Có nghĩa là mở ngực là ở cái tư thế các bạn lưng cong cách tự nhiên ạ, ok chưa? Thứ ba là các bạn hơi cúi người, sao cho người gặp một góc khoảng tầm 50 độ. Hơn 50 độ so với đùi, ok chưa? Đùi thẳng, người gầm góc khoảng hơn 50 độ, 60 độ. Thứ ba, bắt đầu tập tạ. Cầm tạ lên này, bay vai. Các bạn bay, các bạn xoay. Khi bay các bạn vẫn xoay này, sao cho cùi chỏ này thẳng với người, ok chưa? Đó. Thì lúc này các bạn sẽ xoay, tập trung focus được vào phần vai sau rất nhiều. Lên. Ok chưa? Tôi sẽ làm mở cho anh em. Bắt đầu này. Phải nha, ok này. Mở ngực, cúi người này. Ok, cầm tạ lên, đưa lên, xoay. Cứ tập ở đây có ảnh hưởng gì không nhỉ? Cứ tập thoải mái đi. Cháu làm video.
rồi, bây giờ tới thằng Cường xem rồi. Nó bảo anh này chuyên nghiệp rồi. Thì Cường xem trên YouTube ấy. Cường nào chú? Cường con tớ chứ. À, bây giờ còn cái sơ tập đây đúng không ạ? Bây giờ nó đi làm xa quá. À, các bạn nhìn đây. Đây là khuôn ngực của một bác hơn 60 tuổi. 65 tuổi rồi. Bác 65 tuổi. Thế cho nên là anh em nhìn nhá. Rất nhiều anh em sẽ cảm thấy xấu hổ đấy. Tin chắc một điều như thế đấy ạ. Ok, mình ra đây quay ạ. Quá là mình phải để ý nhé. Để gì ạ? Chúng ta thử làm khoản để cái tăng cao các bạn. Vâng. Ok, bây giờ tiếp theo. Quay này nhá. Tôi tin chắc một điều là đây đây, anh em nhìn đi ạ. 65 tuổi, ôm tạ đơn 20 cân. Khoảng 10 lần. Mỗi lần khoảng 10 15 cái. Cảm giác như kiểu là bác đang khởi động. Vô đất cho thêm một cái, 16 cái luôn. Đó, anh em nhìn thấy phòng tập nhá. Tiện đây này. Cái bài bay sau là tôi nói rất có tập. Cảm nhận không đơn giản đâu. Thậm chí là tôi đăng cái video lên kiểu gì cũng rất nhiều thành phần vào đó của thằng này tập như hành. Đấy, nhưng mà cứ tập như hành đi đã, các bạn hiểu không ạ? Thì những cái ông chắc chắn, tôi chắc chắn như đấy. Tại vì video nào tôi đăng lên cũng sẽ có những thành phần như thế. Anh em thì khó tập và đừng nghe những thành phần như thế nhá. Kế tiếp lần thứ ba nào. Quay đi. Ai thì không. Anh vừa mới chạy luôn. Bài này tôi sẽ tập 5 lần. Tại vì mỏi rồi, mệt rồi. Đó nên tôi sẽ thể tập 5 lần thôi. Lần 10 cái. Bài tập vai thứ 5 của buổi hôm nay tôi sẽ hướng dẫn anh em một bài cầu vai. Đó. À, tất nhiên là đi cùng với vai thì phải liền với cầu vai rồi. Và cầu vai nó là một yếu tố cực kỳ thẩm mỹ luôn. Tại vì nó sẽ làm một tác động, nó là một cái nhóm khó tác động đến, khó rèn luyện. Khi có cầu vai nhìn các bạn sẽ cảm giác rất là một nam tính, cực kỳ khỏe đúng không ạ? Bạn nhìn này. Ở đây là cầu vai tôi cũng bình thường thôi. Nhưng mà khi có cầu vai thôi, gọn là áo các bạn nhìn đấy. Nó kéo đường trên dưới. Đúng không? Anh em thấy không? Nó kéo từ đường trên dưới liền với vai. Vai thì vòng ra. Đấy, nó như này. Thì nó tăng cái tính thẩm mỹ rất lớn. Thì các bạn có mặc áo phông, mặc sơ mi hay mặc cái quái gì thì cũng rất đẹp. Thế cho nên là các bạn nhớ phải focus và tập trung vào cái phần cầu vai rất nhiều, làm sao tập cho hiệu quả nhất. Và tôi có một hai bài, ba bài, nhưng có một phương pháp chung để tập cầu vai cực kỳ hiệu quả mà tôi sẽ làm riêng một video chỉ dạy để chia sẻ về cái hiệu quả của cầu vai thôi. Còn bây giờ tôi sẽ hướng dẫn chia sẻ với anh em trong video buổi tập của tôi hôm nay là một động tác thôi, vì là tôi không tập nhiều, tôi đang khá là yếu. Đó là bài cầu vai thanh đòn, ok chưa? Động tác đầu tiên đó là trụ vững. Đầu tiên là trụ vững ạ. Ok chưa? Mở ngực. Trụ vững. Nắm thanh đòn, đưa từ dưới lên. Ok, tôi sẽ làm công tạ hướng dẫn anh em nha. Động tác này. Dùng vai hoặc là tay đều được, ok chưa? Kéo thanh đòn lên sao cho cái phần tay nắm này nó ngang người. Còn ngực, ok rồi. Hạ xuống gồng cầu vai lên. Kéo lên này. Xuống gồng cầu vai lên này. Anh em nhìn thấy cầu vai nó vồ lên không? Nam nhìn thấy nó vồ lên không? Đó, anh em nhìn này. Kéo lên thở. Hít, nhưng mà xuống lại phải gồng cái này lên. Ok chưa? Các bạn thấy u lên không ạ? Kéo, thở gồng lên này. Kéo lên, xuống gồng lên này. Kéo lên, xuống gồng lên này. Để tập bài này rất hiệu quả thì anh em phải nhớ một điều là tay phải rất lỏng nhá. Đừng có nắm chặt tay, phải rất lỏng tay thì hiệu quả mới cao. Ok, bây giờ tôi sẽ làm cái thanh đòn. Và bài này tôi sẽ làm 6 lần. Mỗi
một lần 12 cái. Anh em nhìn đây ạ. Vừa rồi là tôi tập 5 bài tập 2. Giờ thì như mọi khi tôi sẽ đi bộ dốc, vừa tập thể lực vừa tập bắp cuối luôn. Anh em nhớ phần này nhá. Mặc dù là sau buổi tập rất mệt, tuy nhiên thì việc rèn luyện thể lực rất là quan trọng. Bên cạnh đó thì các bạn có thể tập được luôn bắp cuối nữa, nên là các bạn phải nhớ nhá. Vẫn là cho dốc 15 đi bộ km tốc độ 6-7. Ok chưa? Khi nào các bạn quen rồi, các bạn khỏe rồi, các bạn có thể tăng tốc lên để chạy. Ok không ạ? Khi mà các bạn chạy ở dốc 15 mà liên tục khoảng tầm 1-3 km là các bạn đã thể lực quá là ổn rồi đấy. Ok, bây giờ tôi sẽ chạy luôn. Vừa rồi là tôi đã kết thúc buổi tập vai kết hợp với thể lực bắp chuối vào cuối buổi. Rất là mong buổi tập vai này sẽ giúp ích cho anh em, đặc biệt là những anh em mới tập. Qua đó thì phản hồi và tương tác tôi để tôi làm video trong thời gian tới để chia sẻ với anh em. Cảm ơn anh em đã xem video. Rất là mong video sẽ mang lại hiệu quả cao nhất. Xin chào và hẹn gặp lại video tiếp theo. Tôi là Vũ Đình Hoan, người sáng lập ra thương hiệu Himax.